Dịch dịch, mở nút phải theo thứ lớp. Khi 6 nút đã được mở thì một cũng không còn. Nơi cắt căn hãy chọn tính viên thông, được vào dòng tức thành chánh giác. Giảng giải: mở nút phải theo thứ lớp, nhất thiết phải theo thứ tự khi mở các nút. Quý vị sẽ hỏi, làm thế nào để mở theo thứ tự từng nút? Nút đầu tiên bị thắt lại như thế nào? Để bắt đầu, tánh Như Lai Tạng vốn chẳng phải là đối tượng của sinh diệt, nhưng tối tâm mê muội làm thành hư không, hối muội di không. Ngay tại đó mà vô minh sinh khởi, thế nên mặc dù tánh Như Lai Tạng là bất sinh bất diệt, nhưng nương nơi chân mà khởi vọng, theo đó là tâm đối tượng của sinh diệt phát sinh, đó là thức. Thức này phân thành thức thứ 6, thức thứ 7 và thức thứ 8, nhưng cội nguồn của thức thứ 8 vốn phát khởi từ vô minh, tạo ra các thứ sinh diệt, lại là tánh của Như Lai Tạng. Tánh Như Lai Tạng này lại chẳng phải là đối tượng của sinh diệt, căn nguyên của nó chính là chân tâm thường trú tánh tịnh minh thể. Do nương nơi chân mà khởi vọng, nên tánh Như Lai Tạng biến thành A Lại Gia Thức, tức là thức thứ 8, còn gọi là tàng thức. Thức thứ 8 là cái sở hiện hữu của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Do thức uẩn sinh khởi đầu tiên mà có hành uẩn, đây là thức thứ 7, tức Mạt Na Thức, còn gọi là truyền tống thức. Thức này truyền đạt những thông tin từ thức thứ 6 vào thức thứ 8, chính nó lập nên hành uẩn. Uẩn tiếp theo là tưởng uẩn, đây là thức thứ 6, còn gọi là ý thức. Thọ uẩn là một trong năm thức đầu tiên: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, mỗi thứ tương ứng với một nút thắt. Sắc uẩn được kể là hai nút vì nó thô trọng hơn. Như vậy, 6 nút bắt đầu với thức thứ 8 và hoạt dụng thông qua thức thứ 7 và thức thứ 6, rồi thông qua 5 thức giác quan. Với sự hiện hữu của ngũ uẩn mà ngũ trược được hình thành, tạo ra không biết bao nhiêu chướng ngại. Nếu chúng ta muốn mở những nút này, trước hết chúng ta phải dừng lại, không đuổi theo sắc uẩn nữa. Một khi hai nút này đã được mở ra, thì các uẩn khác như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng được dừng lại. 6 nút đều được mở. Các nút phải được mở theo thứ tự, bởi vì sắc uẩn là gồm những nút thô trọng, trong khi những uẩn khác, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là cực kỳ vi tế. Thế tại sao chúng bắt đầu sự tạo thành từ bên trong rồi tiến hành sang bên ngoài? Quý vị sẽ thắc mắc. Vì thức thứ 8 là thức đầu tiên khởi niệm tưởng phân biệt, tất cả đều bắt nguồn từ thức thứ 8. Ngũ uẩn và thức thứ 8 kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành nút buộc luân hồi sinh tử. Vì nó bắt đầu từ thức thứ 8 nên khi mở phải bắt đầu từ sắc uẩn. Thứ tự này cũng giống như khi cởi áo quần, phải cởi từ lớp ngoài trước rồi lớp trong. Theo cách này, quý vị cởi từng lớp cho đến hết, như các nút được mở ra vậy. Đó là cách giải thích. Nhưng thực tế là nếu quý vị cởi được một nút thì 5 nút kia cũng được mở ra luôn. Như trong bài kệ nói, khi 6 nút đã được mở thì một cũng không còn. Khi 6 căn, tức là 6 nút đã được tự tại, thì cái một cũng biến mất luôn. Điều này sẽ được giải thích chi tiết trong đoạn văn sau. Nơi các căn, hãy chọn tính viên thông. Phương pháp tu tập là áp dụng nỗ lực ngay từ cửa ngõ của 6 căn. Có nghĩa là mắt không bị xoay chuyển bởi hình sắc, tai không bị xoay chuyển bởi âm thanh, mũi không bị xoay chuyển bởi hương thơm, lưỡi không bị xoay chuyển bởi mùi vị, thân không bị xoay chuyển bởi sự xúc chạm, thức không bị xoay chuyển bởi các pháp. Quý vị chuyển hóa ngay những gì xuất hiện nơi cửa của 6 căn. Quý vị hồi quang phản chiếu, không cần phải tìm cầu bên ngoài, chỉ cần phòng hộ thân và tâm. Hãy tự tìm cầu ở trong chính mình. Để tu tập nơi 6 căn, quý vị phải chọn một căn để dẫn đến viên thông.
Đức Phật đã đặt nền móng cho phương pháp này. Ngài đã giảng giải về 1.200 công dụng của mỗi căn và chỉ cho A Nan thấy căn nào hoàn chỉnh nhất. Chẳng hạn nhãn căn là không hoàn chỉnh nhưng nhĩ căn thì được. Thiệt căn và ý căn cũng là những căn hoàn chỉnh. Có những căn hoàn chỉnh và có những căn thì không. Quý vị phải chọn một căn và phát huy công phu tu tập trên căn đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngầm ý bảo rằng nhĩ căn sẽ dẫn đến viên thông. Đức Phật mong A Nan tự quyết định trong sự lựa chọn. Đức Phật muốn A Nan tự mình tìm ra sự quyết định, tự chọn ra một căn viên thông và được vào dòng, tức thành chánh giác, nhập vào dòng pháp giới của bậc thánh, nghịch với dòng sanh tử của phàm phu. Sau khi đã vào dòng nhập lưu được rồi mới có thể thành tựu chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Thức A Đà Na rất di tế, khiến cho tập khí chảy như dòng nước xiết, e rằng sẽ làm đó là chân hay phi chân, nên Như Lai thường không nói đến. Giảng giải: Đây là giáo pháp mà Đức Phật hiếm khi nói đến. Như Lai thường ít khi giảng giải cho các ông toàn bộ vấn đề này. Quý vị hãy tưởng tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải giáo pháp này cho hàng Đại A-La-Hán, Đại Bồ-Tát, Đại Tỷ Khưu. Thế mà nay chúng ta lại có dịp thuận tiện để nghe được giáo pháp di diệu do chính Đức Phật giảng nói. Thức A-Đà-Na rất di tế. Đây là một thức rất di tế, thậm chí còn hơn cả thức thứ 8. Thức A-Đà-Na còn gọi là Bạch Tình Thức. Đó chính là chủng tử thanh tịnh, khiến cho tập khí chảy như dòng nước xiết. Thức tinh nhạy và di tế này đặc biệt tạo nên những tập khí cuồn cuộn chảy như dòng nước xiết. Đây chính là cội nguồn luân hồi sinh tử. Ngay khi một niềm hư vọng sinh khởi trong phương diện nhất chân của thức di tế này, thì đó là một niềm vô minh trở lại. Nó khiến cho tập khí cuồn cuộn dấy lên và chảy như dòng nước xiết. Không có gì có thể ngăn cản được dòng tập khí này. Dòng nước chảy xiết ở đây dụ cho luân hồi sinh tử của chúng ta. Sinh ra rồi hoại diệt, sống rồi chết, đời này sang đời kia, có khi làm người, có khi làm thú, có khi làm chúng sinh ở cõi trời, có khi đọa vào địa ngục. Xoay dần không ngừng nghỉ, đó là tập khí đang tuôn chảy như dòng thác. E rằng sẽ làm đó là chân hay phi chân, nên Như Lai thường không nói đến. Tại sao giáo pháp chân thực không nói về vấn đề này? Tại sao Như Lai không diễn bày giáo pháp di diệu chân thực này cho các ông? Như Lai e ngại rằng chúng sinh sẽ cho rằng cái chân là hư vọng và cho cái hư vọng thành ra chân thật. Chẳng hạn các ông cứ muốn minh lại tánh giác, do vậy nên các ông chỉ làm tăng thêm cái mê, trên cái mê lại chất chồng thêm cái mê và trở thành hai lần mê muội. Thông thường Như Lai không giảng bày giáo pháp di diệu này. Như Lai chỉ giảng nói giáo pháp tiểu thừa cho những đệ tử có căn cơ hợp với tiểu thừa. Giáo pháp đại thừa chân thực di diệu là điều trước đây Như Lai chưa từng nói. Như Lai chưa nói là vì các ông là những người có căn tánh tiểu thừa, chưa đủ căn cơ để nghe. Các ông chưa chuyển tâm nguyện từ tiểu thừa sang đại thừa, thế nên mỗi khi Như Lai muốn diễn bài pháp này, Như Lai phải trì hoãn lại. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。